Theo con nước, trong tháng 10 âm lịch, trong 2 ngày gần đây thì mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ bắt đầu lên cao, tràn vào nhiều tuyến đường ven sông, khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, vào chiều tối qua, mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2m, tương đương mức báo động 3. Nhiều khu vực trũng thấp ở các quận huyện như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Phong Điền đã bị ngập, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân. Tuyến đường ven rạch Cái Sơn - Hàng Bạc thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, nước ngập quá bô xe máy, khiến cho nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường, người dân phải đẩy bộ xe về nhà. Theo dự báo, mực nước sẽ còn duy trì ở mức cao, vượt báo động 3 trong hôm nay và ngày mai trước khi rút dần.